Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em trong tiết học này. Các em thân mến, ở tiết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Ở tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em về cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Các em lấy vở ra, ghi bài cho cô. Tiết 120, cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần 1 La Mã. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Và phần 1 nhỏ là chúng ta sẽ cùng xét các ví dụ, đó là các cái đề bài trong sách giáo khoa trang 79-80 để tìm hiểu về các dạng đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, nó có những dạng nào. Như vậy các em sẽ theo dõi trong sách giáo khoa cho cô trong cái suốt quá trình mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì các em thấy là trong sách giáo khoa có tất cả là 8 đề. Nhưng ở đây cô chỉ chọn và chiếu trên màn hình 3 đề để các em sẽ dễ theo dõi và dễ hiểu bài hơn. Cô chọn đề thứ nhất là phân tích khổ thơ đầu trong bài Sang Thu của Hữu Thỉnh. Đề số 2, cảm nhận và suy nghĩ của em về tình cha con trong bài Nói với con của Y Phương. Và đề số 3 là hình tượng người chiến sĩ lái xe trong bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Như vậy ở 3 đề này, cô sẽ minh họa để các em thấy được rằng ở đề thứ nhất và đề thứ hai là một cái dạng đề có mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh cô đã tô cái màu đỏ cho các em sẽ dễ nhìn thấy. Như vậy đề 1 mệnh lệnh cộng với cái khổ thơ đầu, đề thứ 2 là mệnh lệnh cộng cái vấn đề nghị luận, đó là tình cha con. Còn đề số 3 là dạng đề không có mệnh lệnh, nó chỉ có cái vấn đề nghị luận được đặt ra ở đây, đó là hình tượng người chiến sĩ lái xe. Như vậy, từ ví dụ đã tìm hiểu thì chúng ta sẽ sang cái phần 2 nhỏ là đi vào nhận xét, trả lời các cái câu hỏi trong sách giáo khoa. Các em ghi cho cô phần 2 nhỏ là nhận xét. Câu hỏi thứ nhất, các đề trên được cấu tạo như thế nào? Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời về mặt cấu tạo. Thì các đề trên nó có cấu tạo từ hai dạng đề. Một là dạng đề có mệnh lệnh, nó sẽ nằm ở các đề số 1, số 2, số 3, số 5, số 6 và số 8. Và dạng đề thứ hai là đề không có mệnh lệnh, đó là đề số 4 và đề số 7. Câu hỏi tiếp theo là yêu cầu của đề có mệnh lệnh và đề không có mệnh lệnh nó có gì khác nhau? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái yêu cầu của đề có mệnh lệnh nó xuất hiện nhiều cái yêu cầu, có thể là phân tích, có thể là cảm nhận, hoặc có khi là suy nghĩ, và có khi là cả cảm nhận và suy nghĩ luôn nghe. Như vậy thì đối với cái mệnh lệnh phân tích, nghĩa là chia nhỏ đối tượng ra để xem xét lý giải về nghệ thuật và nội dung. Như vậy, ở đây nó nghiêng về phương pháp làm bài nghị luận. Cái thứ hai là cảm nhận, tức là cảm thụ của người viết về cái hay, cái đẹp của tác phẩm. Nó nghiêng về phần cảm nhận nhiều hơn. Và thứ ba là suy nghĩ, tức là nhấn mạnh đến cách nhìn nhận, đánh giá của người viết. Và yêu cầu của đề không có mệnh lệnh thì người viết sẽ bày tỏ cái ý kiến, cái quan điểm của mình về cái vấn đề được nêu ra ở trong bài. Tuy nhiên thì các em nhớ cho cô, cái sự khác biệt này nó chỉ là khác biệt về sắc thái và nó ở cái mức độ tương đối thôi. Bởi xét cho cùng thì nó cũng là cái dạng đề bài nghị luận về một cái đoạn thơ, bài thơ. Chúng ta vừa tìm hiểu xong các dạng đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần trọng tâm của tiết học ngày hôm nay, phần 2 La Mã.
đó là cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Em ghi cho cô hai la mã. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ, các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Như chúng ta đã biết, khi tạo lập văn bản nói chung và làm văn nói riêng, chúng ta thường thực hiện theo 4 bước, phải không nào? Thế thì một bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ nó cũng vậy, nó cũng được thực hiện theo 4 bước. Bước 1 đó là tìm hiểu đề và tìm ý. Bước thứ 2 lập dàn bài. Bước thứ 3 viết bài. Và bước thứ 4 là đọc lại bài viết và sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu các bước ấy ở một cái đề cụ thể. Đề phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ quê hương của Tế Hành. Như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng để làm ha, thực hành bước 1 tìm hiểu đề và tìm ý. Như vậy tìm hiểu đề là chúng ta tìm hiểu cái gì nè? Thứ nhất là dạng đề, thứ hai vấn đề nghị luận, và thứ ba là cái phạm vi dẫn chứng, người ta có giới hạn cho mình hay không ha. Như vậy với cái đề bài này chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra mệnh lệnh, đó là phân tích, vấn đề nghị luận là tình yêu quê hương, và cái phạm vi dẫn chứng đó là bài thơ quê hương của Tế Hành. Tìm hiểu đề để chúng ta có một cái định hướng đúng, chúng ta không bị lạc đề nha các em. Còn cái phần tìm ý tức là chúng ta sẽ tìm những cái ý chính, những cái luận điểm cơ bản nào mà chúng ta sẽ phải triển khai trong cái bài viết của mình. Ví dụ ở cái bài này thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi như: bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Tâm trạng của tác giả khi sáng tác ra sao? Tình yêu quê hương được thể hiện qua những hình ảnh thơ nào? Và những đặc sắc nghệ thuật nào góp phần thể hiện nổi bật cái nội dung đó? Đó là những cái ý chính ha. Sau khi đã tìm hiểu đề và tìm ý thì chúng ta sang bước thứ hai, đó là lập dàn bài. Như vậy thì dàn bài của một bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cũng giống như những bài văn khác, nó đều có bố cục 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài. Với cái đề bài này thì chúng ta thấy mở bài đi vào giới thiệu bài thơ quê hương, nêu ý kiến khái quát của mình về tình yêu quê hương ở trong bài thơ. Phần thân bài là đi vào phân tích tình yêu quê hương ở trong bài thơ, bao gồm khái quát chung về bài thơ, đó là một tình yêu tha thiết, trong sáng, đậm chất lý tưởng và lãng mạn. Thứ hai là cảnh ra khơi, thể hiện cái vẻ đẹp trẻ trung, giàu sức sống, đầy khí thế vượt Trường Giang của những người dân chài. Và thứ ba là cảnh trở về, đông vui, no đủ, cuộc sống bình yên. Và thứ tư đó là nỗi nhớ, những hình ảnh động lại là vẻ đẹp, là sức mạnh, là cái mùi nồng mặn của quê hương, tạo nên cái nỗi nhớ da diết trong lòng của tác giả. Và kết bài, cả bài thơ là một khúc ca quê hương tươi sáng ngọt ngào, nó là sản phẩm của một hồn thơ trẻ trung, tha thiết, đầy thơ mộng. Và sau khi lập được một cái dàn bài với bố cục 3 phần rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ sang bước thứ 3, đó là viết bài. Phần viết bài chúng ta sẽ bám sát vào phần dàn bài để chúng ta không bị lập ý ha. Và giữa các phần cần phải có cái sự quan hệ chặt chẽ về ý cũng như là về cách diễn đạt. Và sau khi viết bài xong thì chúng ta đừng quên bước thứ tư, đó là đọc lại bài viết và sửa chữa các lỗi về từ, về câu, về cách diễn đạt cũng như là các lỗi chính tả mà chúng ta có thể mắc phải trong cái quá trình làm bài. Đã. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Ở phần này các em nhớ kỹ cho cô có 4 bước làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Bước 1
tìm hiểu đề và tìm ý. Bước thứ hai, lập dàn bài. Bước thứ ba, viết bài. Và bước thứ tư, đọc lại bài viết và sửa chữa. Và khi nói về bố cục của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, thì các em nhớ cho cô là bố cục có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tổ chức và triển khai luận điểm như thế nào. Ta sang phần 2 nhỏ. Cách tổ chức, triển khai luận điểm. Chúng ta đi vào phần A nhỏ là xét ví dụ trong sách giáo khoa, trang 81-82, văn bản quê hương trong tình thương nỗi nhớ. Văn bản này cũng dài, các em sẽ đọc và theo dõi trong sách giáo khoa. Sau khi đọc xong văn bản thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, phần B nhỏ là nhận xét, trả lời các câu hỏi đặt ra ở trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất, trong văn bản trên đâu là phần thân bài? Như vậy muốn chỉ ra được phần thân bài thì chúng ta sẽ tìm cái bố cục của bài, bố cục của bài. Như vậy thì quan sát văn bản chúng ta sẽ thấy bố cục của bài có 3 phần rõ ràng. Mở bài từ đầu cho đến khởi đầu rực rỡ. Phần mở bài nói lên dòng cảm xúc dạt dào, lai láng, chảy suốt đời thơ Tế Hanh. Và trong đó quê hương là thành công khởi đầu rực rỡ nhất. Phần thân bài là cái phần triển khai các luận điểm, là tiếp theo, đoạn tiếp theo cho đến thực tế của Tế Hanh. Ở phần này tập trung phân tích cảm xúc của nhà thơ khi ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống lao động và nỗi nhớ quê hương da diết của chính tác giả. Phần kết bài là phần còn lại, khẳng định sức hấp dẫn của bài thơ và có giá trị bồi đắp tâm hồn cho người đọc. Như vậy thì ở đây người ta sẽ xét đến cái cách tổ chức triển khai luận điểm ở phần thân bài. Như vậy thì ở phần thân bài các em thấy là người viết đã trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương trong bài thơ Quê Hương của Tế Hanh. Thì chúng ta ghi ha, nhận xét về tình yêu quê hương trong bài thơ được thể hiện thứ nhất là trong cách miêu tả hình ảnh con thuyền ra khơi với vẻ đẹp khỏe khoắn, giàu sức sống. Thứ hai là trong cái nhìn, cái niềm hân hoan hạnh phúc khi mà đón con thuyền trở về và cái khung cảnh sinh hoạt bình yên no đủ. Và thứ ba là nỗi nhớ quê qua những hình ảnh lắng đọng ở khổ thơ cuối, đặc biệt là những cái hình ảnh ngôn từ của bài thơ rất giàu sức gợi cảm. Nó vừa thể hiện một tâm hồn phong phú, vừa có những cái cảm nhận, những cái rung động rất là tinh tế. Câu hỏi tiếp theo, những suy nghĩ, ý kiến ấy được dẫn dắt, khẳng định bằng cách nào? Và nó được kết nối với phần mở bài, kết bài ra sao? Thì ở phần này các em cần nắm cho cô. Thứ nhất là những suy nghĩ, ý kiến của người viết luôn gắn liền với sự phân tích, đánh giá cụ thể hình ảnh, ngôn từ, giọng điệu của bài thơ. Và thứ hai là cái phần thân bài nó được nối với phần mở bài một cách chặt chẽ, tự nhiên. Đó chính là sự phân tích chứng minh, làm sáng tỏ cái nhận xét khái quát đã nêu ra ở phần mở bài. Và từ đó, từ các luận điểm này đã dẫn đến cái phần kết bài đi vào đánh giá sức hấp dẫn của bài thơ, khẳng định giá trị của bài thơ. Câu hỏi tiếp theo là văn bản có tính thuyết phục, có sức hấp dẫn hay không? Vì sao? Thì chúng ta cũng sẽ trả lời luôn ha. Qua cái văn bản chúng ta đọc và tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy được rằng bài văn có tính thuyết phục, có sức hấp dẫn. Bởi vì
người viết đã chỉ ra được cái hay, cái đẹp của bài thơ, đã làm sáng tỏ được cái tình yêu quê hương tha thiết của tác giả, đồng thời còn thể hiện cái gì? Suy nghĩ nè, đánh giá, thể hiện sự rung động thực sự của người viết đối với bài thơ. Từ đó có thể rút ra được bài học gì qua cách làm bài văn nghị luận văn học này? Thì câu hỏi đó cũng chính là khái quát những cái nội dung cơ bản mà chúng ta vừa tìm hiểu. Nó cũng được khái quát trong phần ghi nhớ sách giáo khoa. Chúng ta ghi cho cô phần 3 nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa. Sẽ chốt lại những cái nội dung kiến thức trong bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần được bố cục mạch lạc rõ ràng theo các phần mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, đi vào giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu những nhận xét đánh giá của mình. Nếu phân tích một đoạn thơ thì các em cần phải nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó. Nếu có thể thì chúng ta sẽ trích dẫn, bởi vì đoạn thơ thì rất ngắn thì chúng ta sẽ trích dẫn luôn ở phần mở bài. Phần thân bài, lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Và kết bài là khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ đó. Phần thứ hai là một bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cần nêu lên được các nhận xét đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá về ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu cũng như là nội dung cảm xúc của tác phẩm. Như vậy, đó chính là những nội dung cơ bản mà tiết học hôm nay các em cần phải nắm cho vững. Đây là một cái kiểu bài nghị luận rất là quan trọng trong cái quá trình mà các em thi học kỳ 2 cũng như là thi tuyển sinh. Thì cái nghị luận văn học này nó chiếm tới 5 điểm. Cái câu hỏi về nghị luận văn học nó chiếm tới 5 điểm trong cái bài kiểm tra bài thi của mình. Cho nên là các em cố gắng học bài cho kỹ và sẽ làm những cái bài tập mà cô giao. Như vậy ở tiết học hôm nay các em sẽ nắm vững cho cô, thứ nhất là các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, và thứ hai là cách trình bày, bố cục, tổ chức triển khai luận điểm của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 La Mã, đó là luyện tập. Phân tích khổ thơ đầu, bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Thì chúng ta với cái đề này chúng ta cũng thực hiện theo 4 bước. Bước 1 là tìm hiểu đề và tìm ý. Cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu đề. Với cái đề này thì có mệnh lệnh là phân tích và phạm vi dẫn chứng là khổ thơ đầu, bài Sang Thu. Tìm ý thì chúng ta sẽ, như cô đã hướng dẫn, chúng ta sẽ đặt những câu hỏi xoay quanh nội dung và nghệ thuật. Nội dung cảm xúc của khổ thơ này là gì? Cảm xúc của nhà thơ gợi lên từ hương vị, đặc điểm gì của thiên nhiên? Hình ảnh, ngôn từ được thể hiện đặc sắc như thế nào? Vâng. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi vào phần lập dàn bài. Ở đây cô có một cái dàn bài cho các em, gợi ý cho các em. Mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu đề tài mùa thu trong thi ca và bài Sang Thu của Hữu Thỉnh. Khái quát nội dung nghệ thuật của khổ thơ 1, đất trời chuyển nhẹ nhàng lúc sang thu qua sự cảm nhận tinh tế của tác giả. Chúng ta chép lại khổ thơ đó.
Phần thân bài, chúng ta đi vào phân tích đánh giá về nội dung và nghệ thuật của khổ thơ 1, bao gồm cảnh sang thu của đất trời cũng như là cảm xúc của nhà thơ. Phần kết bài là chúng ta tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ thơ. Và dựa vào cái phần dàn bài thì các em sẽ làm cho cô cái bước tiếp theo, đó là bước 3, viết bài. Và nhớ sau khi viết bài thì các em sẽ thực hiện luôn bước thứ 4 là đọc lại bài và sửa chữa những lỗi sai mà chúng ta mắc phải trong quá trình làm bài. Như vậy, về nhà, các em sẽ học thuộc cho cô phần ghi nhớ, hoàn thành nốt cái bài luyện tập, tức là viết thành cái bài văn hoàn chỉnh ha, dựa vào cái dàn bài mà cô đã gợi ý hướng dẫn, và chuẩn bị trước bài Mây và Sóng. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi.